Hello các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trong một video top 5. Như các bạn đã biết, chó là một trong số những loài thú nuôi rất được yêu thích, không chỉ ở các nước trên thế giới mà còn tại Việt Nam, quốc gia nổi tiếng với ngành công nghiệp thịt chó đứng đầu giải ngân hà, với ước tính khoảng 5 triệu con chó được tiêu thụ mỗi năm. Độ dễ thương và trải nghiệm của những chú chó từ lâu đã được khẳng định. Ấy vậy mà với những loài chó nổi tiếng vì tính hung hăng, đấu chiến, chúng thực sự là những sát thủ trong thế giới gâu gâu. Nếu bạn vẫn chưa tin, hãy cùng chúng tôi đến ngay với top 5 loài chó hung dữ và nguy hiểm nhất thế giới. Chó ngao Ý. Ngao Ý là loài chó hộ vệ có tính hung hãn, nhất là với người lạ. Khi đến nhà bạn bè chơi, đây là loài chó khó khống chế nhất. Có rất nhiều người từng nuôi loài chó này cho biết chân tay của họ cũng có rất nhiều vết cắn. Những than phiền này có thể thấy rất nhiều trên những trang diễn đàn về nuôi chó. Dù sao đi nữa, khi nuôi loại chó này, nếu như chúng ta không có nhiều thời gian huấn luyện và thuần phục, rất có thể sẽ mang họa vào thân. Duy chỉ có một ưu điểm của loại chó này, đó là dù để trả thù. Hãy mời đứa hay bắt nạt bạn đến nhà chơi với lý do làm lành. Sau khi hắn đã vào nhà, bắt cửa lại và thả chó Ngao Ý ra. Nói gì nữa, làm gì đâu, thả chó. Chó Dogo Argentino. Các clip trên mạng về giống Dogo chủ yếu là về việc đi săn bắn heo rừng, vì giống chó này sinh ra dùng cho săn bắn. Từ các clip săn bắn có thể thấy, Dogo rất thích cắn con mồi ở trên cổ, ngay yết hầu, điều mà chỉ có những tên sát thủ chuyên nghiệp mới có thể thực hiện được. Dogo hoàn toàn là một thợ săn tự nhiên, nó có bản năng bẩm sinh để săn lùng và giết chết heo rừng cũng như sư tử một mình. Nói đến đây, chắc chắn không còn ai thắc mắc về sức mạnh và độ hung dữ của loài chó này nữa. Dù được cho rằng thân thiện với con người, tuy nhiên chẳng may mấy em ấy chán lợn rừng sư tử thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Hãy thử tưởng tượng nếu như con người chúng ta là vật bị săn bắn, thì gần như sẽ chẳng ai có thể chạy thoát một con chó Dogo. Tháng 5 năm 2013 ở Quý Châu, Trung Quốc đã có một trường hợp chó Dogo cắn chết người được ghi nhận. Vì thế, hãy cảnh giác với loài chó này. Chó chọi Presa Canario. Presa Canario là giống chó được biết đến vào thế kỷ 15-16 trên hòn đảo Canary Island nằm phía tây châu Phi, do người dân Tây Ban Nha chiếm làm thuộc địa. Đến năm 1983, người dân trên đảo Canary Island coi Presa Canario là quốc chó, quốc huyển. Canario là loài có sức mạnh, khuôn mặt hình vuông, rộng và dài, da cổ rất dày, thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp với bộ xương hàm to lớn. Chiều cao của Presa vào khoảng từ 55 đến 65 cm và nặng từ 38 đến 48 kg. Canario tính tình rất hiếu chiến và nó không phải là loại sống chung với những loài chó khác. Anh thích ở một mình và sống cuộc đời FA. Loài chó này rất trung thành với chủ nhân, tuy nhiên người chủ phải nuôi dưỡng nó từ nhỏ. Người ta đã nuôi và thuần dưỡng loài chó này để bảo vệ hàng hóa. Tuy nhiên sau đó chúng được sử dụng để mưu vui cho con người trong những cuộc đấu đẫm máu, hay còn gọi là chọi chó. Trong những cuộc chọi chó, Presa Canario là loài có số có má, được xếp vào dạng đàn anh đàn chị và gần như chẳng ngán bất kỳ đối thủ nào, ngoại trừ thanh niên ở vị trí số 2 sẽ được chúng tôi nhắc đến ngay sau đây. Vua chó chọi Pitbull. Pitbull là một giống chó nhà có nguồn gốc từ châu Mỹ, được nuôi ở Anh để làm vật giữ nhà và cũng được sử dụng trong những cuộc chọi chó. Đây là giống chó dữ, hiếu chiến, bền bỉ, gan lì, được mệnh danh là sát thủ máu lạnh, chó chiến binh hay võ sĩ giác đấu. Sức mạnh cơ bắp là điểm hấp dẫn và dễ nhận thấy nhất ở loài chó gốc Mỹ này. Hẳn là nhiều thanh niên sẽ xấu hổ khi chứng kiến cảnh chú chó Pitbull này một mình kéo cả chiếc ô tô. Thì tất nhiên là có cả mình. Pitbull đang dần được nuôi phổ biến ở Việt Nam, được coi như hung thần của những loại chó chọi. Với sức mạnh của cơ thể cùng với hàm răng sắc nhọn, một khi đã xung trận, Pitbull được ví như những chiến binh, chúng có thể cắn nhau đến hơi thở cuối cùng. Chính bởi vì thế, chúng được xem là chúa tể của những loài chó chọi, rất mạnh mẽ, rất gan lì. Ấy vậy mà nếu thả Pitbull vào chung chuồng solo với ứng cử viên ở vị trí thứ nhất trong danh sách của chúng tôi ngày hôm nay, thì mọi chuyện lại rất khác biệt. Nhân vật bí ẩn của chúng ta là ai? Anh sở hữu những sức mạnh nào để có thể chiếm trị ở vị trí thứ nhất? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay bây giờ. Chó ngao Tây Tạng. Chúng được mệnh danh là chúa tể thảo nguyên hay sư tử núi tuyết, do sống ở vùng núi Himalaya và Tây Tạng, Trung Quốc. To hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai là những gì mà người ta nhắc đến khi nói về giống chó ngao Tây Tạng. Trên cao nguyên Tây Tạng, có lẽ không có loài vật nào là đối thủ của chó ngao, và chỉ con người mới có thể khắc chế,
khiến chúng phục tùng. Mèo Tây Tạng là một loài chó hiếm và chúng không có da rất đắt, thuộc hàng nhất nhì trong thế giới chó cảnh. Chính vì thế, số người nuôi chó mèo Tây Tạng không nhiều, các chỉ số về sức mạnh và cơ bắp của loài chó này cũng vì thế mà rất khó xác thực. Tuy nhiên, có một huyền thoại về chó mèo Tây Tạng là chuyện con sắt bà tháp. Nó đã cắn chết tổng cộng 37 con sói để bảo vệ đàn gia súc và được mệnh danh là thần khuyển. Sau đây là câu chuyện về người anh hùng Sắt Bà Tháp. Sắt Bà Tháp may mắn được một người dân Du Mục cứu khi còn nhỏ trong một khu rừng gần cao nguyên Thanh Tạng, trong khi mẹ của chú bị một bầy sói quấy cắn chết. Vì vậy từ nhỏ chú đã có lòng căm thù sâu sắc với loài sói. Sau khi được cứu về, chú được một hộ Du Mục nuôi dưỡng và từ đó có nhiệm vụ trông coi gia súc, chống lại lũ chó sói và thú hoang trong rừng. Người dân coi Sắt Bà Tháp là thần hộ mệnh và đối xử với chú rất trọng thị. Sắt Bà Tháp đã từng chiến đấu với 4 con chó sói cùng lúc và cả 4 con sói đều bị cắn chết. Theo người dân cho biết, Sắt Bà Tháp đã cắn chết tổng cộng 37 con chó sói khi chúng lên tấn công đàn gia súc. Sắt Bà Tháp hiện được xem là chú chó ngao Tây Tạng dũng mãnh nhất trong lịch sử. Với những đặc tính nổi trội như lì lợm, trung thành tuyệt đối với một chủ nhân duy nhất, cùng giai thoại mà mới nghe đã khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Ngao Tây Tạng xứng đáng là loài chó hung dữ và nguy hiểm nhất thế giới. Trên đây là danh sách top 5 loài chó hung dữ và nguy hiểm nhất thế giới. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nhà bạn có nuôi chó không? Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của bọn mình. Hiện tại, channel Top 5 Lạ Kỳ có một fanpage duy nhất tại địa chỉ www.facebook.com/topnamlaki. Hãy like fanpage để ủng nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Và tất nhiên, ẩm thực Nhật Bản cũng khiến chúng ta nổi da gà y như những bộ phim ma của họ. Odoridon là một món ăn nổi tiếng mà không dành cho người yêu bóng vía. Món mì kỳ dị này có đặt một con mực vẫn còn sống đang ngoe ngoải trên những cọng mì. Bạn sẽ được ngắm nghía đôi xúc tu cần ngoe ngoải ấy trước khi vội vã và run sợ bỏ chúng vào miệng. Nhai ngấu nghiến nhất có thể, vì sợ đôi xúc tu ấy sẽ bám chặt cứng vào cổ họng và khiến bạn phải nhập viện.